Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Đạt ha. Đây là chiếc Vios G đời 2018, được sơn màu đồng ánh kim, rất là đẹp. Đây, mình mới lấy về ngày hôm qua. Hôm nay thì đang vệ sinh, xịt rửa cái máy tí ha. Đây là phiên bản năm 2018 thì nó sẽ là chuyển giao giữa cái mẫu cũ và mẫu mới. Mẫu này thì đã có cân bằng điện tử, 7 túi khí. Đây, cái máy này mình mới xịt nước sơ qua một tí nè. Thấy không? Rất là mới ha. Đó, nó còn rất là đẹp. Xe này nó sẽ có một cái mistake. Cũng không thể gọi nó là lỗi được. Nhưng mà đây anh em. Đây. Không thể gọi nó là lỗi được. Thì xe nó bị va chạm nhẹ ở phía này ha. Thì mình kiểm tra lịch sử hãng rồi, thì mình hỏi chủ xe là xe bị làm sao. Anh nói là trong một lần ảnh dê xe thì vô tình anh đụng phải cái cột, thì bể cái đèn này. Cái đèn này thay mới luôn, toàn bộ làm trong hãng hết nha. Mình kiểm tra lịch sử hãng và mớp phía này một tí. Đây anh em nhìn kỹ nè. Đây bạn quay phim quay kỹ vô. Đây nè, cái chỗ đây nó có dấu hàng, dấu matic nè. Nó chỉ bị một chút xíu thôi, một chút xíu thôi. Nó mớp ngay cái gờ đây nè ha. Đây đó, còn cái đây nó rin nè. Anh em nhìn, anh em đi coi xe cũng vậy. Đây nhìn nè, cái này là rin nè ha, nó sẽ lòi ra như thế này. Rồi cái này thì gò lại nè. Đó, nó sẽ có dấu hàng matic nè, dấu gò nè. Đó, rồi. Keo chỉ, tức là nó bị mớp một đòn xíu đây thôi. Keo chỉ là nguyên zin nha, không hề nha. Cái nắp cốp là nguyên zin hết nha. Đây, keo chỉ đây là nguyên zin hết nha. Đó, thì nó lèm vô đây một chút xíu nè. Đó. Nhưng mà vẫn là keo chỉ zin nha. Đó, vẫn là keo chỉ zin. Đó, anh em thấy nè, nó nứt một tí đây nè. Thấy nó nứt không? Đó, thấy nó nứt không? Đó, thì nó bị va chạm cái đoạn này là ảnh dê. Và đồng thời á, khi mình làm bảo hiểm á thì nó sẽ bị bể cái đèn này, lèm vô đây một chút xíu. Và chủ xe thay luôn cái cản, cái cản mới chăm chăm này. Anh em nhìn mấy cản này ha, anh em nhìn mấy cản đó. Đây mình sẽ mở ra hết cho anh em coi, kiểm tra xe này là chính chủ cái bác mà đang coi YouTube bán cho mình luôn á. Đây mình mở hết ra cho anh em coi kiểm tra. Đây anh em nhìn mấy cái đinh bấm đây, để anh quay cho mọi người coi thật kỹ. Đây, không hề bị vô tới xương nha anh em. Anh em nhìn kỹ nha. Nè, những cái đinh tán ở đây còn nguyên si nha. Những cái đường dập của nhà máy là còn nguyên bản hết nha. Đây, thấy không? Nguyên bản luôn nè. Đây, để anh tháo luôn cái phần này để cho mọi người coi kiểm tra luôn. Đây. Đây. Đây, mọi người coi nè. Nè, phía trong nè. Đây, giữ cái tay đây giùm anh, giữ cái này. Đây nè, phía trong phần đèn này ha, anh em nhìn kỹ ha. Đó, không có nhầu nét gì hết nha. Mình quay rất kỹ để lấy cái đèn gọi cho anh em coi. Đây cái dấu đây nè, anh em thấy không? Đây là người ta gò nè, còn phía trong này là nguyên bản hết nha. Đó, zin nguyên bản hết nè. Đây anh lấy cái đèn mình soi cho anh em coi luôn nè. Đó, tức là nó chỉ bị một chút xíu ở chỗ này thôi ha, chút xíu chỗ này thôi. Rồi cầm đây luôn. Đây giờ hết tất cả mọi, rất rõ ràng cho anh em nha. Đây anh em nhìn kỹ nè. Đây anh em nhìn ha. Đây thấy chưa, nguyên bản hết này, thấy không? Đây nè, lát nữa tháo cái miếng nhựa này. Đây anh em nhìn nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Đấy, đây mình quay rất là kỹ, mình tháo cặn kẽ bên trong cho anh em xem luôn á. Đó, xe này thì không thể gọi là lỗi được ha, nó chỉ va chạm nhẹ một chút xíu vậy thôi. Còn lại mọi thứ xe nè, nhá hàng cho sơ cho anh em coi tí nè. Cửa hít nè, đây bạn quay phim quay kỹ qua đây. Cửa hít nè, xe rất nhiều đồ chơi xịn sò nha. Nè cửa hít nè, không, ở đây cửa hít nè. Đấy, đây ông chủ ông đang vệ sinh. Mấy anh em hỏi sao máy mới quá. Đây, quy trình làm mới đây anh em. Toàn bộ là mình xài xà bông hết nha. Mình không có xài hóa chất nha. Tại vì anh em biết tại sao không? Nếu mà dùng hóa chất á, mấy cái dấu chấm sơn bảo hành này nó bay hết nha. Anh em bảo mình xài hóa chất rồi gì tùm lum la. Ở đây toàn bộ là xài xà phòng Omo với lại nước tẩy sinh ra nha anh em. Sinh lai nước rửa chén á nha. Mình không hề xài hóa chất nha anh em. Đó, còn nếu mà xịt để bóng lên á, thì mình có cái dầu bóng Toyo á, lát nữa mình sẽ cho anh em xem.
Toyota Vios đời 2018. Ở zin theo xe nè anh em. Nè. 2 giờ sau zin theo xe này, 2017. Đây. Cản thay mới nè, zin này còn mấy cản nè. Đó. Thì mình chia sẻ rất là rõ ràng với anh em nha. Toyota Vios, xe đứng tên cá nhân, biển Sài Gòn. À, cuối 2018, form mới, mẫu mới. Đây, xe đang ấy thì đang dọn thì mình chưa có quay nội thất được cho anh em. Xe rất nhiều đồ chơi xịn sò. Đã gắn body kit luôn rồi. Đấy. Thì đây. Không biết là cái xe này thì nó bị cái chút xíu này chỗ này thì trừ bao nhiêu tiền đây anh em. Anh em comment cho Đạt biết nha. Đây để đây đứng cho mát xíu. Mình lên 4 bánh rồi. Cái dòng này là ECVT, tức là bản thiếu, người ta đã bán là 465 triệu. E số sàn là 380. 1.8G 2018 thì người ta bán 409. 409 luôn. 409 luôn. 409 luôn. 409 nữa anh em nha. Còn đây là màu cũ nha, cái mà 445 này là màu cũ nè. Cái đây bản thiếu màu cũ nè, 430 nè. Ha, cái này là e số sàn 376 nè. À, cái này màu cũ nè là đã 465 rồi. Thế thì không biết cái xe này anh em định giá tầm bao nhiêu tiền ta? Xe đi đúng 48.000 cây nha, 4.8 chuẩn nha anh em. Đó, chưa kinh doanh một ngày nào hết ha. Va chạm nhẹ ở phần phía này, thay đèn này, thay cản và thay cái này, mình quay rất là kỹ cho anh em, toàn bộ làm trong hãng hết, anh em có thể check lý lịch hãng. Vậy thì cái xe này anh em định giá giúp Đạt với, comment ở phía dưới nha. Rồi mình dọn dẹp vệ sinh xong xuôi hết, hôm nay cuối tuần đang dịp Noel cũng đang bận lắm, rồi thứ hai khi mà dọn dẹp vệ sinh xong á thì mình sẽ có cái giá. Bây giờ anh em comment cho Đạt cái giá tham khảo chiếc xe này thì mình nên bán bao nhiêu là hợp lý nha. Đó, xe này thì mình lấy giá cũng rất là ok, tại vì là chủ xe chú cũng coi YouTube của mình đó, và chú cũng tham khảo một số chỗ rồi, thì bên mình lấy giá cao nhất, mình chấp nhận bán ra với cái mức lợi nhuận thấp nhất để phục vụ anh em có một chiếc xe nói chung là đẹp đó, để mà anh em đi lại trong cái dịp Tết, nhất là cái thời kiểm dịch bệnh này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em, chúc anh em mùa Noel vui vẻ nha. Nhớ comment định giá giúp Đạt chiếc xe này nên bán ra bao nhiêu thì hợp lý nha. Anh em vào kênh YouTube Đạt Channel như thế này nhé, anh em search chữ Đạt Channel, sau đó anh em nhấn vào nút đăng ký kênh và anh em nhấn cái nút chuông đó, có cái biểu tượng mà rung chuông đây nè. Đó thì cái kênh YouTube của Đạt là cái kênh mà cập nhật nhanh nhất, rõ ràng nhất tất cả các xe mới về của bên Đạt ha. Có nhiều anh em gọi điện khi mà xe đã bán rồi thì rất là tiếc nha, cho nên là anh em nhớ vào kênh YouTube Đạt Channel, bấm nút đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông cái bên này để cập nhật nhanh nhất tất cả các xe mà bên Đạt về nhé anh em.